Em chào cả nhà mình, em có một kỳ kiềm quýt muốn giao lưu cùng anh chị em mình nha. Để em quay một vòng cho anh chị em mình xem nha. Cây này cao 40cm, hoành 19 nha anh chị em mình. Một cây kiềm quýt lửa quái phong cách nha anh chị em mình nha. Để em quay một vòng cho cả nhà xem nha. Cây này thì tương đối là ok rồi cả nhà. Anh chị em mình về chỉ cần thay cho cây một cái chậu mới thôi. Còn cái phần lửa nè, anh chị em mà thích nó lên màu đẹp á, mình về mình mua cái nước lửa mình trát lên nha anh chị. Mình quét lên những cái đường lửa này thì cây nó sẽ nổi bật hơn nha. Cái này anh chị em mình về thay cái chậu nó là hết ý nha cả nhà. Một cây kim quýt nha anh chị em mình, cao 40cm, hoành 19 nha anh chị em mình. Bộ tàn tương đối anh chị em mình thấy không? Cái bộ tàn, bộ chi, bộ dâm em nuôi nè. Rồi anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà ơi. Một cái kim quýt lửa nha anh chị em mình. Đó, cái bộ rễ nó cực quá luôn. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ cả nhà ơi. Kim quýt nha cả nhà mình nha.